Thưa quý vị, thưa các bạn, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là hoạt động mang tính chất rất quan trọng và được đặt lên hàng đầu của ngành điện nói chung và của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC nói riêng. Với phương châm chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, cấp điện nhanh nhất cho khách hàng, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra, tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn mà EVN-NPC đặt ra cho năm 2022. Trong những năm gần đây trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, thiên tai diễn biến phức tạp với tần suất ngày càng cao, đòi hỏi ngành điện miền Bắc phải luôn chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó. Với việc bám sát phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, và 3 sẵn sàng gồm sẵn sàng chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Nhờ đó mà các sự cố thiên tai gây ra đã nhanh chóng được khắc phục, việc cung cấp điện cho khách hàng được ổn định, được chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá rất cao. Chúng tôi chuẩn bị những cái kịch bản và hai, chúng tôi nhận diện những cái rủi ro theo cái phương châm là 4 tại chỗ. Để ứng trực này, để chủ động các cái phương án trong cái phòng chống thiên tai. Đối với tổng ty có cái yêu cầu rất cao đối với các đơn vị. Trong cái thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có những cái chuẩn bị tốt hơn để làm sao đấy mà ứng phó tốt nhất đối với những cái mà sự cố do thiên tai. Hàng năm, EVN-NPC đều tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình nên các buổi diễn tập đã đạt được yêu cầu đặt ra về khả năng triển khai và công tác chủ động ứng phó, khắc phục những thiệt hại do mưa bão, nắng nóng cực đoan gây ra trong thời gian nhanh nhất. Đặc biệt trong quá trình diễn tập, toàn bộ các đơn vị tham gia đã thực hiện đầy đủ trình tự từ khâu lập, phê duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn, cấp phiếu công tác, đăng ký cắt điện, giao nhận, trả lưới, để hạn chế thấp nhất thời gian mất điện, đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập. Ở Hà Tĩnh thì là một cái vùng tương đối khắc nghiệt. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động là thành lập và tổ chức triển khai diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với cái mục tiêu là nâng cao cái năng lực điều hành cũng như là việc là xử lý trên hiện trường của từ các cấp lãnh đạo cho đến tập thể người lao động để đảm bảo là khi lưới điện có sự cố thì chúng tôi là đảm bảo là ứng cứu nhanh nhất, an toàn nhất, đảm bảo kịp thời là tái cấp điện sớm nhất cho khách hàng. Năm nay, điểm mới của cuộc diễn tập là ban chỉ huy diễn tập không chuẩn bị trước kịch bản diễn tập, mà trực tiếp đưa ra một số tình huống khi thiên tai có thể xảy ra. Trong đó, nổi bật là các tình huống giả định mất tín hiệu kênh truyền của hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu từ trung tâm điều khiển xa Phú Thọ đến trạm biến áp 110 kV Thụy Vân và trạm biến áp 110 kV Việt Trì 2 do mưa bão gây ra. Ngoài ra, công tác sơ cứu người bị say nắng cũng được đưa vào buổi diễn tập lần này. Năm 2022, đặc biệt với những cái diễn biến thời tiết rất là khất thường, thì công ty Phú Thọ đã thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tổ chức triển khai chỉ đạo các cái đơn vị tăng cường cái công tác quản lý vận hành và củng cố những cái vị trí sung yếu và tổ chức khi mà có tình huống xảy ra và yêu cầu mỗi các đơn vị trực tiếp phải lập các cái phương án phòng chống lụt bão và thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh việc tổ chức diễn tập, tập huấn các kỹ năng phòng chống thiên tai xử lý sự cố hàng năm, EVN-NPC cũng luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các ban ngành liên quan trong việc ứng phó với thiên tai, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và sửa chữa những bất thường trên lưới điện tại các khu vực ngập úng, phối hợp với khách hàng kiểm tra, thay thế các tủ điện rỉ sét lâu năm, gây mất an toàn và có nguy cơ dò điện cao. Hàng năm đối với các hình thái thiên tai thì thường xuyên là ảnh hưởng ở miền Bắc rất là nhiều và ảnh hưởng gây đến sự cố lưới điện. Thì chính vì cái đặc thù như vậy thì tổng ty chúng tôi đã có những cái phương án chia làm 3 vùng miền. Mỗi 9 tỉnh một vùng miền đồng bằng ven biển, 9 tỉnh vùng Tây Bắc Bộ và 9 tỉnh là vùng Đông Bắc Bộ. Đấy, để tổ chức các cái phương án làm sao cho nó sát với cái thực tiễn khi mà có cái hình thái thiên tai mà xảy ra. Ngành điện nói chung và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói riêng, với lưới điện trải dài trên toàn bộ các khu vực, vì vậy thiệt hại do thiên tai gây ra thường rất nặng nề.
khối lượng công việc cần phải làm để khắc phục, xử lý hậu quả sau khi thiên tai xảy ra là rất lớn. Từ đó đòi hỏi các cán bộ, công nhân viên ngành điện phải được rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện công việc trên lưới điện, thực hiện các thủ tục biện pháp an toàn khi xử lý các sự cố, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn do thiên tai gây ra.